anh em nha. Trên tay mình đây hiện tại đang là một cặp côn nhị khúc silicon chịu lực, siêu chịu lực nha các bạn. Côn nhị khúc silicon siêu chịu lực nha, lực tác động rất tốt nha, không bị vỡ gì hết nha. Đó sẽ dành cho ai? Dành cho các bạn tập thoải mái, tập biểu diễn hoặc là các bạn mới tập đều được à. Để làm gì? Khi mà các bạn tập luyện nó rơi nó rớt không bị vỡ nè, thấy chưa? Rất là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ đo kỹ cho các bạn xem về cái kích thước của sản phẩm luôn ha. Và côn nhị khúc silicon này mình bên mình sẽ làm theo yêu cầu các bạn, ví dụ như dây và các bạn muốn dài bao nhiêu thì mình sẽ làm như vậy ha. Rồi đây các bạn, thì hiện tại bên mình đang làm cái mức chuẩn côn nhị khúc đó là 30 cm chiều dài tổng của cái côn nhị khúc ha. Và cái đường kính của cái côn nhị khúc này là 25 cm ha, ok chưa, 25 cm ha. Và kích thước dây, cái thước dây là rất là nhiều cỡ các bạn. Hiện tại cái cỡ dây này là 17 cm nè, đó nó rất là nhiều cỡ cho các bạn luôn. Đây bên này là dây này, ví dụ dây này là 13 cm nè, thấy chưa? Đó, bởi vì có nhiều bạn thích dài thích ngắn khác nhau. Các bạn là thích ngắn để các bạn tập thực chiến cho tốt, các bạn là thích dài để các bạn lon côn, đó rất là nhiều. Đó tùy vào cái các bạn muốn dây ngắn dài thì các bạn có thể báo mình để mình làm theo yêu cầu ha. Đây rồi bây giờ em quay trước lại cho các bạn xem xíu nữa về cái cặp côn này. Này các bạn, đó tại sao mình gọi là siêu bền, bởi vì nó là chất liệu silicon rất dẻo và đó có độ bật rất tốt nè, đó nó bật lại rất tốt nè, siêu dẻo siêu bền các bạn. Thì cái chất liệu silicon này người ta sẽ sử dụng ở đâu, ở trong những cái máy ép làm ron làm này làm kia đó, rất là tuyệt vời ha, để cho nó không có bị nó có, bởi vì nó có sức bền cực tốt, ok ha. Đó chưa, nó làm trong những cái công nghiệp lớn sử dụng những cái chất liệu silicon rất tuyệt vời ha. Đây đó, ví dụ như này đó, không có hề gì hết các bạn, đập hư đồ luôn. Đây các bạn đó, không hề chảy xước, cũng không hề bị vỡ. Đấy, phải nói là chất liệu silicon để chúng ta sử dụng một cái cặp côn nhị khúc thì phải nói tuyệt vời. Với giá thành rất là rẻ nha, 160k thôi một cái côn như thế này. Giá thành rất rẻ, rất bền, và cũng rất là đẹp mắt nha các bạn, đẹp mắt ha. Các bạn nhìn thấy long lanh kia, các bạn ví dụ các bạn đánh côn nhìn rất là long lanh ha. Long lanh chưa? Tuyệt vời không? Đây, hiện tại bên mình đang những cái côn nhị khúc này là bên mình sản xuất gia công. Đây các bạn, đây những là một những cái côn này là đang đang chưa thành phẩm nè, đó đang hai khúc côn nè, đó chưa thành phẩm, chưa vào dây, ok làm vào dây cho các bạn ha. Đó các bạn cần dây dài bao nhiêu, ngắn bao nhiêu thì theo ý của các bạn mình bên mình sẽ gia công cho các bạn luôn, ok. Tuyệt vời ha các bạn ha. Test lại cho các bạn nữa nè, đó em quay cận lại các bạn không, các bạn nói mình điêu ai thấy không, ok chưa, ok chưa, nãy giờ mình đập tâm lum mà không bị vấn đề không gì hết. Đó hôm nào mình sẽ có một cái video mình test thử cái sản phẩm này, đập vào đá, đập vào này vào kia để cho các bạn có thể thấy được cái sản phẩm này chất lượng như thế nào ha. Không phải là mình cứ khen cái sản phẩm của bên mình nhiều đâu, bởi vì mình khen ở đây là mình khen chất liệu của cái côn nhị khúc, ok, chất liệu là silicon rất tuyệt vời để chúng ta sử dụng trong cái tập võ đó. Dành bởi vì một số bạn mới tập, các bạn có thể tập những cái cặp côn gỗ như thế này đó, nhưng mà những cái bạn mới tập thì tập sẽ rơi rớt rất là nhiều, thì các bạn sẽ sót tiền nè. Thứ nhất là bởi vì những cặp côn này giá không rẻ, 300 mấy một cặp không rẻ, mà các bạn tập nó rớt lên rớt xuống, ok ha, thì nó rất là nhanh dễ hư. Đó còn cái này thì các bạn làm rất thoải mái đấy, thấy không, hơn nhau ở chỗ này nè các bạn, giá thành rẻ nhưng mà chất lượng rất tuyệt vời dành cho các bạn mới đó, hoặc là các bạn tập lâu năm nhưng mà các bạn sử dụng những số kỹ thuật khó, ví dụ lon côn, ví dụ vứt côn lên trời để chụp xuống đó, rất là nhiều những kỹ thuật khó chúng ta nên sử dụng cái này. Hôm nay mình đưa ra về sản phẩm mình rất là nhiều nha các bạn, để các bạn nào quan tâm tới sản phẩm này các bạn liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999, và các bạn có thể tới tại địa chị số 70 đường Đề Hai, phường Tân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là quận 9 cũ đó các bạn, để các bạn có thể sờ mó cũng như là test thử, mình cho các bạn test thử sản phẩm này luôn, ok, bạn nào thấy thích thì mới lấy về, ok rồi, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo, bye bye.